Chào các bạn, tôi là Bùi Thế Tâm. Trong video này tôi sẽ trình bày về cái thuật toán tìm kiếm tuyến tính, thuật toán tìm kiếm tuần tự cũng vậy. Thì tư tưởng của thuật toán là như này: tìm kiếm tuần tự hay là tìm kiếm tuyến tính là một phương pháp tìm kiếm một phần tử cho trước trong một danh sách bằng cách duyệt lần lượt từng phần tử của danh sách cho đến lúc tìm thấy giá trị mong muốn hay đã duyệt qua toàn bộ danh sách. Thuật toán cơ sở là cho một danh sách A gồm n phần tử với các giá trị số hoặc là số ký tự hoặc là các bản ghi là A0, A1, AN-1 và giá trị cần tìm là x. Tìm chỉ số của phần tử trong A có giá trị bằng x. Nếu không có thì phải báo là không có. Thì cái bước 1 của thuật toán là như thế này: đặt y bằng 0. Bước 2, nếu ai bằng x thì tìm kiếm thành công và chúng ta trả về cái chỉ số y. Bước 3 là tăng y lên 1. Nếu y nhỏ hơn n thì chuyển đến bước 2. Trái lại thì tìm kiếm không thành công và chúng ta trả về cái giá trị là trừ 1 cho kết quả tìm kiếm. Thế ví dụ như thế này. Ví dụ như là ta có một cái danh sách như thế này. Bây giờ ta cần phải tìm cái x chỉ bằng 34 thì ta cứ lần lượt từ phần tử thứ 0, thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Đến đây ta so sánh cái phần tử AI nó bằng x rồi. Thì ta trả về cái thứ tự của phần tử này. Tức là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta trả về giá trị 6. Còn nếu mà... còn nếu mà và chúng ta tìm thấy thế ở đây giá trị 34 thì chúng ta trả về giá trị 6 và nó kết thúc luôn. Còn nếu không người ta cứ tăng lên 1. Thế nếu mà là 33 thì chúng ta tìm suốt đây không thấy 33. Đấy. Không thấy 33 nhưng mà ở đây nó sẽ là tăng y lên thì đến khi y mà lớn hơn n bằng n rồi. Đấy. Bằng n rồi. Thì tìm kiếm không thành công nó trả về giá trị trừ 1. Còn nếu mà A là một danh sách liên kết, giá trị trả về là địa chỉ của phần tử tìm thấy. Nếu không tìm thấy thì trả về cái giá trị là null. Thì cái thuật toán ở đây chúng ta cài đặt rất là đơn giản như thế này. Để thể hiện đúng cái thuật toán này chúng ta làm như thế này. Chúng ta khai một cái hàm linear search có mảng A này, n phần tử, cái phần tử cần tìm là x. Chúng ta cho một cái vòng lọc for chạy y bằng 0 cho nhỏ hơn n y cộng cộng. Nếu a y bằng x thì return y. Đấy, còn nếu qua cái vòng lọc này không có cái nào bằng x thì return là trừ 1. Đấy, thì ở đây là nó thực hiện đúng cái đầu tiên là y bằng 0 này. Xong, nếu a y bằng x thì return y này. Sau đó y tăng lên 1 là y cộng cộng này. Nếu y nhỏ hơn n, vòng lọc for nó thỏa mãn tính chất của cả bốn bước này. Nếu y nhỏ hơn n thì chuyển đến bước 2. Chuyển đến bước 2 lại so sánh ai có bằng x không. Đấy. Vân vân. Đấy. Thì cái vòng lọc for này nó thể hiện là hoàn toàn đúng từng bước 1, từ bước 1 cho đến bước 4. Thế ở đây thì chúng ta hãy xem cái chương trình chúng ta thể hiện như thế nào. Chương trình thứ nhất này, trước tiên là tôi dịch lại cái chương trình này. Như vậy cái chương trình này là hết lỗi rồi. Và này, như vậy đây là cái hàm linear search này, tức là cái thuật toán tìm kiếm căn bản là for y bằng 0 đến y nhỏ hơn n y cộng cộng, nếu y bằng x return y, còn không return trừ 1. Bây giờ ta khai một cái mảng, ví dụ cái mảng này là có 1000 phần tử, nhưng mà đây ta chỉ dùng 10 thôi, như khai 10 chúng ta cho một cái vòng lặp vô hạn ở đây. Đấy, đầu tiên là chúng ta in cái mảng này ra để kiểm tra, sau vào cái phần tử x
nếu x thì bằng 0 thì thôi, tức là nếu ta nhập phần tử tìm kiếm mà bằng 0 thì thôi. Kết quả tìm kiếm thì chúng ta gọi cái hàm linear search anx đấy. Thì bây giờ tôi chạy thì chúng ta sẽ thấy là ra như nào. Đây cái mảng của chúng ta ban đầu là cái mảng này. Thế bây giờ vào x, ví dụ vào 34 đấy, thì nó in đi kết quả là 6, chỉ số của cái phần tử 34 này là 6 đấy. Nếu mà ví dụ ta nhập 33 chẳng hạn, 33 là chúng ta chạy suốt qua đây là không tìm thấy đấy, không tìm thấy thì cái kết quả tìm kiếm nó là trừ 1 đấy, trừ 1. Còn ví dụ như là ta cho là 100 chẳng hạn, thì nó chạy qua suốt không tìm thấy, nó cũng kết quả là trừ 1. Và chúng ta cho x thì bằng 0, nhập với x thì bằng 0 thì là kết thúc của cái chương trình này. Đấy, kết thúc của chương trình này. Thế thế đấy là cái thuật toán mà tìm kiếm là cơ bản nhất. Cái này nó đúng cho mọi cái mảng mà không được sắp xếp, không được sắp xếp. Cho nên là cái này nó ứng dụng rất là rộng rãi. Thế còn cái thuật toán như vậy, ở đây ta thấy là trong mỗi bước lặp ở cái thuật toán đầu tiên này, thì chúng ta có hai phép phép so sánh. Một phải so sánh là ai có bằng x không, hai là so sánh y có nhỏ hơn n không. Đấy, thì ở đây là luôn luôn phải có hai lần so sánh. Thế bây giờ để giảm cái lần so sánh chỉ còn một thôi, chứ còn ai bằng x thôi, thì ta dùng một cái thuật toán khác. Đấy, thuật toán khác là gọi là tìm kiếm tuần tự với phần tử cầm canh. Đấy, phần tử cầm canh thì như thế này. Thuật toán cơ sở thì cần dùng hai phép so sánh trong mỗi bước lặp là i bằng x và i nhỏ n, bằng cách thêm phần tử cầm canh của cuối dãy, tức là của chúng ta là có đến an trừ một thôi, từ a0 đến an trừ một, nhưng mà phần tử an ta gán bằng x luôn, thì ta bỏ được một cái phép so sánh thứ hai i nhỏ n trong một bước lặp và đảm bảo luôn tìm thấy x trong mảng. Đặt một cái cuối bằng x thì tất nhiên là tìm thấy rồi, đúng không? Đấy. Sau đó dựa vào vị trí tìm thấy để kết luận. Thế là ví dụ như này. Đây là cái thuật toán này này. Đầu tiên đặt y bằng 0. Nếu ai bằng x thì ta sang bước 4. Đấy, bước 4 là bước kết thúc, là ta dựa vào vị trí tìm thấy để kết luận. Đằng nào cuối cùng, vì cuối cùng chúng ta có x, cuối cùng chúng ta có cái phần tử x, cho nên là thế nào cũng có một lần a y bằng x. Thì chúng ta nếu a y bằng x thì sang bước 4. Còn không thì bước 3 tăng y lên 1 và quay lại bước 2. Như vậy cái vòng lặp của chúng ta chỉ có bước 2 và bước 3 rồi, chỉ có một lần so sánh a y bằng x rồi, chỉ có một cái kiểu so sánh a y bằng x thôi. Thế khi mà đến cái bước 4 là cái bước kết thúc rồi, chúng ta dựa vào cái vị trí tìm thấy y nhỏ hơn n, tức là y nó bằng 0 nhân n trừ 1, thì tìm kiếm thành công ở return y. Còn trái lại tức là nó tìm kiếm ở cái phần tử, nó thấy ở cái phần tử cầm canh này thì nó bằng n, bằng n thì nó không nhỏ hơn n. Thế trái lại tìm kiếm không thành công và return là trừ 1. Đấy. Cái bây giờ cài đặt nó như thế nào? Đấy, cài đặt nó như thế này. Chúng ta đầu tiên cho y bằng 0. Xong cái phần tử thứ n ấy, chúng ta thêm mà an cho bằng x, an chúng ta cho bằng x nhé. Đấy. Thế ngoài ai mà còn khác x thì y cũng cộng. Ngoài ai thì đằng nào cái này cuối cùng nó, nếu mà tìm thấy thì nó dừng ở giữa chừng. Nếu nếu tìm thấy phần tử x ở giữa thì nó dừng lại, còn nếu không đứng cuối thế nào nó cũng gặp, cuối nó thế nào cũng gặp. Thế nên nếu mà y nhỏ hơn n return y và ngược lại thì return trừ 1. Đấy. Thế cái cách mà dùng cái phần tử cầm canh là cái rất hay trong cái thuật toán này, là giúp chúng ta giảm đi được 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 hẳn một cái phép so sánh trong thuật toán. Thế bây giờ chúng ta ví dụ như này. Đấy, cái ví dụ này ở project 2 trong cái chương trình thứ hai này. Đây. Cái này là
Đây tôi đã giải thích cái này rồi. Thế ở đây chúng ta cũng chỉ có thay đổi so với trước là cái an cho bằng x và y ai khác x thì y cộng cộng y nhỏ n return y và ngược lại return trừ một. Chúng ta cũng có khai một cái mảng có một cái mảng chưa sắp xếp như thế này và chúng ta cũng vào phần tử x. Đấy. Thì bây giờ tôi dịch cái chương trình này. Đấy, như vậy dịch đã thành công và bây giờ chạy. Chạy là bây giờ ví dụ như 34 chẳng hạn. Khi mà chạy tìm thấy thì nó in ra cái số 6 ở đây. À, thế nên giờ nếu mà 33 chẳng hạn. 33 thì lúc đó phần tử cầm canh nó ở cuối này, nó thêm một cuối này và nó sẽ dừng lại ở đấy. Và dựa vào cái vị trí ấy thì chúng ta thấy là kết quả là không tìm thấy. 33 trong dãy này không có. Đấy, 33 trong dãy này không có. Đấy. Thế ví dụ như là 200 chẳng hạn. Thì là cũng không tìm thấy. Chúng ta nhập 0 thì là hết. Đấy. À, thế bây giờ sang đến một cái thuật toán này. Là cái thuật toán tìm kiếm tuần tự trên trong một cái danh sách mà đã được sắp xếp. À, thì cái này nó giảm công công tìm kiếm đi rất nhiều. Và ví dụ là này. Nếu danh sách được sắp xếp A0 A1 nhỏ hơn AN trừ 1 thì việc tìm kiếm sẽ dừng lại khi gặp AX lớn hơn bằng X. Đấy, khi gặp AX lớn hơn bằng X thì ta dừng lại vì không cần phải tìm cái phần tiếp theo nữa. Nếu dùng phần tử cầm canh thì chỉ cần đặt AN lớn hơn X là được. Ví dụ ta đặt AN bằng X cộng 1 là được. Đấy. Thế ví dụ thế các bước bây giờ nó như thế này. Bước 1 đặt Y bằng 0. Bước 2 nếu Y lớn hơn bằng X thì chuyển sang bước 4. Kết thúc. Còn nếu không tăng Y lên 1 và chuyển đến bước 2. Thế như vậy cái bước 2 và bước 3 này. Bước 2 và bước 3 này. Thì là chỉ dùng một cái phép so sánh này thôi. Đấy. Nếu Y bằng X. Đấy. Tức là khi mà chúng ta chuyển từ bước 2 sang bước 4, nếu A bằng X thì tìm kiếm thành công và trả về 1. Trái lại thì tìm kiếm không thành công và trả về cái trừ 1. Như vậy chúng ta chỉ đằng nào chúng ta chỉ cần dừng lại khi sắp xếp rồi dừng lại cái AI lớn hơn bằng X thôi. Thế ví dụ như thế này. Ví dụ chúng ta có cái mảng của chúng ta như thế này. Thế bây giờ nếu mà ví dụ tìm số 6 thì chúng ta tìm đến cái số 6 này là nó bằng rồi thì nó thoát ra luôn. Và ở đây là AI bằng X. AI bằng X thì chúng ta trả về cái chỉ số của cái này. Nếu bây giờ nó là số 5 chẳng hạn. Nếu là nó số 5 thì trong này không có thì ở đây ta đặt một cái phần tử cầm canh bằng số 6. Số 6. Đấy, thì nó chạy. À, cũng không thế này. Nếu mà số 5 thì khác nhé. Nếu mà số 5 thì nó chạy đến số 6 này nó dừng này. Số 6 này nó dừng. Đấy, chạy từ đây là chạy đến số 6 này nó lớn hơn. Nó không thỏa mãn là cái AI lớn hơn bằng X nữa. Đấy. À, nó dừng lại khi gặp AI lớn hơn bằng X. Đấy. Thì là đến đây là nó dừng luôn. Dừng luôn. Ở đây thì xuống cái dưới này là AI nó không bằng X thì là tìm thì là nó return trừ 1. Nhưng mà trường hợp thế này. Trường hợp X thì bằng 200 thì là tất cả những cái đám này đều nhỏ hơn thì 200 chúng ta đặt phần tử cầm canh là 201 ở đây. Đấy, 201 ở đây thì nó chạy suốt đến đây. Đến đây gặp 201 thì nó dừng. Đấy là nó dừng. Tức là nếu nếu điều kiện AI lớn hơn X mà nó 201 là lớn hơn X thì chuyển sang bước 4. Bước 4 là AI không bằng X thì nó return trừ 1. Đấy. Nó sẽ dừng như vậy. Như vậy ở đây nhá, nếu mà nó có thì nó dừng lại ở số 6. Mà nếu mà ví dụ như bằng số 5 ở nó giữa chừng này tìm được một cái số mà nó lớn hơn cái số X thì nó cũng dừng. Nó cũng dừng và dựa vào cái chỉ số. Dựa vào cái AI có bằng X không thì ta biết là có tìm thấy hay không.
hoặc x thì bằng 200 và tiết cuối này à, thì tôi cho cái cầm canh bằng x thì cộng 1 thì nó chạy qua suốt toàn mảng, nhưng đến cuối gặp phần tử cầm canh nó cũng dừng. Đó. Thì cái cài đặt của chúng ta là như này, in the linear sort này, này chúng ta cho cái phần tử cầm canh là x cộng 1, y ai nhỏ nhỏ hơn x, ai nhỏ hơn x thì y cũng cộng, nếu ai bằng x return y ngược lại return trừ 1. Thì ở đây chúng ta sang cái project thứ ba là cái hàm này. Đấy, thì ở đây là cái dùng cái phần tử cầm canh, như các mảng mảng của chúng ta là đã sắp xếp, thì ta cho a n bằng x cộng 1, y i nhỏ hơn x, y cũng cộng, nếu a bằng x return y ngược lại return trừ 1. Và cái phần chương trình chính chúng ta vẫn giữ nguyên như các cái trước. Đấy, thế bây giờ dịch này. Đó. Và bây giờ ra chạy chạy à, ví dụ như là bây giờ tôi cho là số 6 thì nó tìm thấy là kết quả là cái chỉ số phần tử 5 đúng không? Nếu mà số 5 nó sẽ chạy đến số 6 nó dừng luôn, nó sẽ duyệt từ đầu cũng đến đến cuối mà là đến phần tử số 6 nó dừng luôn. Đấy, và kết quả tìm kiếm là trừ 1. À, bây giờ nếu x thì bằng 200, đấy, x bằng 200 thì nó sẽ duyệt qua suốt mảng đến cái phần tử cầm canh thì nó dừng, vì cầm canh nó lớn hơn là cái 200 thì nó dừng. Đấy, và kết quả tìm kiếm vẫn là trừ 1. Không. Thế bây giờ tôi sẽ ba cái hàm này tôi sẽ dừng lại mỗi cái hàm mỗi cái chương trình là 3 giây để các bạn có thể lưu lưu được chương trình. Chương trình thứ nhất là tìm kiếm cơ bản 1 2 3 giây. Chương trình thứ hai là chương trình tìm kiếm trên một dãy không được sắp xếp nhưng sử dụng cái phần tử cầm canh 1 2 3 giây. Đến cái chương trình thứ ba là tìm kiếm trên một cái dãy đã được sắp xếp tăng dần và dùng phần tử cầm canh 1 2 3 giây. Thế bây giờ tôi dừng lại cái phần lý thuyết cho các bạn có thể lưu lại. Màn hình đầu 1 2 3 giây. Và là 1 2 3 giây. 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 Và đây là các cái bài tập mà các bạn có thể để củng cố cái kiến thức của mình khi học xong bài này. Bài tập 1 là cho một mảng A gồm có n số đáp bằng, lập trình tìm trong mảng A có phần tử bằng số thực x hay không, nếu tìm thấy hàm trả về chỉ số phần tử tìm thấy, trái lại trả về giá trị trừ 1. Khi so sánh hai số đáp bằng chúng ta phải dùng hàm cái trị tuyệt đối này để so sánh. Đấy. Bằng nhau nếu mà trị tuyệt đối của trừ hai cái thì nó phải nhỏ hơn một số epsilon, ví dụ như 0,0 của 1 phần triệu. Thì hai là cho mảng A gồm n số ký tự là họ tên của n người, lập trình tìm trong mảng A có phần tử bằng số S0, số S là họ tên của người cần tìm, nếu tìm thấy hàm trả về chỉ số phần tử tìm thấy, trái lại trả về giá trị trừ 1. Thứ ba cho mảng A gồm n là phần tử kiểu cấu trúc gồm các trường, mã nhân viên kiểu in, họ và tên nhân viên kiểu string, ngày sinh kiểu string, lương kiểu double. Lập trình tìm trong mảng A có phần tử nào có mã nhân viên bằng một cái số k hay không. Đấy, cái mã nhân viên này chúng ta nhập từ bàn phím sau đó gọi cái hàm. Nếu tìm thấy hàm trả về chỉ số phần tử tìm thấy, trái lại trả về giá trị trừ 1 như trên.
Như vậy là cái bài về tìm kiếm tuần tự hay tìm kiếm tuyến tính tôi trình bày đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái bài tiếp theo về tìm kiếm này.